Trời hôm nay nắng cực nhưng mà em lại thù kem. Em cơ quá cũ. Quán nữa. Em ơi, cho nhờ tí. Anh sẽ hỏi các em 5 từ, em trả lời đúng 5 từ ngược lại của từ đấy, anh sẽ tặng em 200k nha. Bắt đầu nhá, 5 từ nhá, từ đầu tiên này. Trời hôm nay nắng cực, nhưng mà em lại thù kem. Kem á? Ừ. Nhưng mà phải nói ra luôn ạ. Ừ. Là gì? Nhưng mà nói từ đó ra. Nói xong cũng được. Con nói đi. Mẹ biết rồi mẹ. Thèm. Nhưng mà tại sao lại xưng mẹ con à? Được, mẹ có vẻ tinh tế phết đấy. Nào rồi, tiếp theo nhá. Có vẻ gặp cao thủ đấy. Khó một tí. Khó à, cho anh một điện thoại nha. Tôi yêu em như cách thánh gióng ăn vậy. Ăn cả vạn niu. Ăn cả vạn niu là gì? Yêu cả vạn năm. Ok chưa. Bắt đầu nhá, hiểu rồi chưa? Một từ rồi đúng không? Bắt đầu chơi này. Em sinh vừa thôi, ở bên em tôi bị dị ứng. Ở bên em tôi bị dị ứng. Anh không nghe rõ nhỉ? Ở bên em tôi bị gì? Ở bên em tôi bị dị ứng. Được. À gái nhá. Tính rủ anh đi đánh bia nhưng anh lại mang cơ quá cũ. Cơ quá cũ. Quá nữa. Em chán rồi à. Chán thì hay đến gì nè, ba từ nhá. Bị người yêu giận thì cứ xin lỗi đại một cú rồi xong. Một nụ cười luôn hé, thế giới vẫn quay. Được, thông minh đấy nhỉ, sao em thông minh đấy nhỉ. 4 từ rồi nhá, còn một từ cuối cùng à. Mình hãy đi đổi tiền cho anh cái. Katina hôm nay không mất tiền rồi. Được rồi, hai lốp yên tâm. Chọn từ cuối này. Em nào đen quá thông minh luôn. Em tên là gì đấy? Em tên Diệu. Diệu á? Thằng nào nghe Diệu à? Em tên là Diệu. Rượu từ cuối. Sáng phải đi làm sớm mà rượu cứ kìm chân anh. Như là rượu chưa? Tức là sáng anh phải đi làm nhưng mà em không cho anh đi làm. Em giữ anh ở nhà. Thì nó sẽ bằng một hành động gì đó nó rất là thuyết phục thì anh mới ở nhà được. Sáng ra anh phải đi làm sớm mà rượu cứ kìm chân anh. Kìm chân anh. Ừ. Để cho dễ hơn, hai từ thôi. Kìm chân. Kìm chân. Cần. Đúng. Cầm. Đúng rồi. Đúng rồi anh. Mày cứ cầm. Mà rượu cầm. Em ở đâu đấy hả Siêu? Đây bạn này nói giọng miền Bắc đúng không? Vâng. Ra đây chơi với em à? Vâng. Hay sao hai em lại quen nhau từ mà mỗi người một nơi thế? Em kết bạn trên mạng nghe anh là quen bốn phương ấy. À thế à, cho mượn anh cho mượn mã QR cái. Rượu. Hay là có ai cũng được. Anh chỉ chuyển khoản anh không mang tiền thôi. Cảm ơn anh nhiều vì Katina hôm nay bọn em coi như là được anh mời. Không, đã chơi anh với những người xuất sắc là phải gọi cho thưởng đúng không? Được đấy. Được không anh? Quá được luôn. Quá cảm ơn anh luôn. Chúc mừng em nha.